15 bí mật kiếm tiền người giàu hiểu, nhưng người nghèo thường bỏ qua. Xin chào các bạn, có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao người giàu lại cứ giàu thêm, còn người nghèo thì mãi chật vật không? Chúng ta thường nghe rằng, chăm chỉ sẽ dẫn đến thành công, nhưng liệu chỉ chăm chỉ thôi đã đủ chưa? Hôm nay, chúng tôi sẽ bật mí cho bạn 15 bí mật kiếm tiền người giàu hiểu, nhưng người nghèo thường bỏ qua, những điều mà có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận về tài chính và sự nghiệp của mình. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ những sự thật đơn giản nhưng bất ngờ. Bạn biết không, giữ tiền thực sự còn khó hơn kiếm tiền. Hoặc, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể kiếm tiền ngay cả khi đang ngủ, nghe có vẻ không tưởng, đúng không? Nhưng đây là những bí quyết mà người giàu đã hiểu rõ và áp dụng mỗi ngày. Đáng ngạc nhiên hơn, nhiều người vẫn nghĩ rằng tiết kiệm từng đồng là cách để trở nên giàu có, trong khi sự thật là bạn nên tập trung vào việc tạo ra nhiều nguồn thu nhập hơn. Hay bí quyết của những người thành công là gì? Họ không ngừng đầu tư vào những công cụ xung quanh mình và họ làm chủ mọi công cụ đó để tạo nên giá trị lớn hơn cho bản thân. Hãy ở lại đến cuối video bởi vì mỗi điểm trong số 15 điều này đều có thể là bước ngoặt trong cuộc sống của bạn. Đừng để mình mãi bị cuốn vào vòng xoáy kiếm sống trong khi bạn hoàn toàn có thể học cách làm chủ đồng tiền. Nếu bạn quan tâm đến chủ đề này, hãy bình luận "Tôi quan tâm ngay bây giờ". Khi tôi thấy bình luận của bạn, tôi sẽ thả tim. Và nếu bạn muốn ủng hộ kênh, hãy nhấn like và đăng ký. Điều đó chỉ mất chưa đầy một giây và giúp ích rất nhiều cho kênh. Chúng tôi sẽ mang đến nhiều nội dung truyền cảm hứng đầy những mẹo giúp bạn sống một cuộc sống thành công và trọn vẹn hơn. Bắt đầu thôi nào. 1. Bạn có thể không phải nộp thuế hoặc nộp rất ít thuế nếu bạn bắt đầu kinh doanh. Đây là một kiến thức cực kỳ quan trọng và phổ biến mà bất kỳ ai muốn thành công trong kinh doanh đều nên biết. Để hiểu rõ hơn, hãy nhớ rằng trong lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp không nộp thuế trên tổng thu nhập của họ. Thay vào đó, doanh nghiệp chỉ nộp thuế trên phần thu nhập còn lại sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí hợp lệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Nói cách khác, nếu doanh nghiệp dùng nguồn tiền để mua sắm các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, số tiền đó không phải chịu thuế. Đây là lý do vì sao nhiều doanh nhân sẵn sàng chi hàng triệu đô la để mua máy bay riêng hoặc các phương tiện xa xỉ khác. Tất cả những chi phí này đều có thể được trừ thuế nếu chúng phục vụ mục đích công việc. Càng nhiều chi phí được tính vào hoạt động kinh doanh, số thu nhập chịu thuế càng giảm. Ví dụ, nếu doanh nghiệp của bạn sử dụng máy bay riêng để gặp gỡ đối tác, bạn không chỉ được khấu trừ chi phí mua máy bay, mà nhiên liệu, bảo dưỡng, thậm chí các bữa ăn cùng khách hàng cũng có thể được tính vào chi phí kinh doanh. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận mà không bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuế thu nhập. Sự khác biệt lớn giữa doanh nghiệp và cá nhân nằm ở cơ chế đánh thuế. Trong khi cá nhân phải trả trung bình 27% thuế thu nhập ở Mỹ, thậm chí có thể lên đến 50% ở một số nước châu Âu, các công ty chỉ phải trả khoảng từ 0 đến 3% thuế sau khi đã khấu trừ chi phí. Thực tế, theo số liệu của Bloomberg, nhiều tập đoàn lớn như Amazon, Netflix đã từng không phải nộp một đồng thuế nào vào những năm gần đây nhờ vào cơ chế giảm trừ chi phí. Điều này cho thấy rằng, việc kinh doanh không chỉ tạo ra cơ hội để kiếm thêm thu nhập, mà còn cho phép bạn tận dụng các lợi thế về thuế. Khi xây dựng và quản lý doanh nghiệp một cách hợp lý, bạn sẽ nhận ra rằng thuế không còn là gánh nặng, mà ngược lại, trở thành một công cụ giúp bạn duy trì và phát triển tài sản. 2. Kiếm tiền là giải quyết hệ thống vấn đề, không phải làm việc chăm chỉ. Bạn có thể kiếm tiền hiệu quả khi biết cách giải quyết và sắp xếp các phần việc thành một hệ thống hoàn chỉnh, một bức tranh tổng thể. Tuy nhiên, phần lớn người nghèo chỉ biết kiếm tiền bằng cách trao đổi thời gian và công sức để nhận lương. Họ lao động để được trả công, nhưng chính điều này giới hạn tiềm năng kiếm tiền của họ. Giá trị thực sự đến từ việc xây dựng một hệ thống có khả năng chuyển đổi các nguồn lực đầu vào thành tiền một cách chủ động và bền vững. Để dễ hình dung, hãy lấy ví dụ về một quầy nước chanh. Nếu bạn chỉ là nhân viên bán nước chanh, công việc của bạn là một phần nhỏ trong hệ thống của chủ quán. Người chủ là người có tầm nhìn và quản lý tổng thể. Từ khâu chọn sản phẩm nước chanh, chuẩn bị quầy bán, thuê nhân viên, tìm nguồn cung ứng nguyên liệu, cho đến quản lý chuỗi cung ứng. Chủ quán không trực tiếp làm tất cả, nhưng họ là người kết nối và tối ưu mọi khâu, từ việc nhập chanh, nước, đường, cho đến vận chuyển hàng hóa. Kết quả là, người chủ thu về nhiều lợi nhuận, trong khi nhân viên chỉ nhận được một phần rất nhỏ từ giá trị mà mình tạo ra. Có một quy tắc thú vị. Nhân viên nhận được 1 đô la cho mỗi 10 đô la giá trị mà họ tạo ra cho chủ quán. Vì sao? Vì hệ thống đã được chủ quán thiết lập để tối ưu hóa lợi nhuận cho họ. Những người thiết lập hệ thống như vậy không chỉ là người lao động, họ là người giải quyết tất cả mắt xích để tạo ra giá trị lớn hơn.
Theo Forbes, các doanh nhân thành công không chỉ dựa vào lao động cá nhân mà biết cách xây dựng hệ thống tự vận hành. Một ví dụ là Jeff Bezos của Amazon, người đã tạo nên cả một hệ sinh thái từ chuỗi cung ứng đến nền tảng bán hàng và dịch vụ khách hàng, biến Amazon thành một cỗ máy tạo ra hàng tỷ đô la. Điều này cho thấy rằng phần thưởng lớn nhất thuộc về những người có khả năng thiết lập và quản lý toàn bộ hệ thống, không phải là người chỉ tập trung vào lao động. Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo nằm ở cách họ nhìn nhận và vận hành hệ thống kiếm tiền, và đó chính là chìa khóa dẫn đến sự giàu có. 3. Kiếm tiền khi bạn ngủ, hoặc bạn sẽ không bao giờ giàu có. Hãy lắng nghe kỹ điều này. Nếu bạn vẫn đang bán thời gian để đổi lấy tiền, rất khó để bạn trở nên giàu có. Tại sao? Bởi vì thời gian của mỗi người trong một ngày là hữu hạn. Ngay cả khi bạn cố gắng làm việc cả 24 giờ, bạn vẫn sẽ sớm chạm đến giới hạn thu nhập. Để đạt được sự giàu có bền vững, bạn phải tách biệt thu nhập khỏi thời gian lao động cá nhân. Đừng chỉ trở thành cỗ máy kiếm tiền, mà hãy xây dựng một cỗ máy tự kiếm tiền cho mình. Đây là lý do vì sao hệ thống kiếm tiền thụ động đóng vai trò quan trọng. Các triệu phú và tỷ phú đều hiểu rõ rằng, không phải chỉ làm việc chăm chỉ là đủ. Họ biết cách xây dựng các hệ thống như bất động sản cho thuê, đầu tư vào cổ phiếu có cổ tức hoặc kinh doanh trực tuyến có thể vận hành ngay cả khi họ đang ngủ. Chẳng hạn, Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới, đã nói: "Nếu bạn không tìm cách kiếm tiền khi đang ngủ, bạn sẽ phải làm việc cho đến lúc chết." Nếu bạn chỉ biết dựa vào 8 tiếng làm việc mỗi ngày, bạn sẽ luôn bị giới hạn. Thử tính toán mà xem. Mỗi ngày có 24 giờ, bạn dành 8 tiếng để ngủ, 8 tiếng để làm việc và mất thêm khoảng 2 tiếng di chuyển. Chỉ còn 6 tiếng còn lại dành cho ăn uống, làm việc nhà, chăm sóc bản thân, theo đuổi đam mê và kết nối xã hội. Thời gian hạn chế này khiến bạn phải hy sinh nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống, từ sức khỏe đến các mối quan hệ. Ngược lại, nếu bạn biết cách đầu tư thời gian ban đầu để xây dựng các nguồn thu nhập thụ động, bạn sẽ giải phóng được bản thân khỏi vòng quay lao động truyền thống. Theo báo cáo từ Financial Independence, những người đạt được tự do tài chính đều có ít nhất một hoặc nhiều nguồn thu nhập thụ động, giúp họ kiểm soát thời gian của mình. Họ không chỉ làm việc vì tiền, mà để đạt được sự tự do thực sự. Đây mới chính là chìa khóa để bạn không chỉ có tiền, mà còn có thời gian để tận hưởng cuộc sống. 4. Để kiếm 50.000 đô la hay 1 triệu đô la đòi hỏi nỗ lực tương đương. Nhiều người nhầm tưởng rằng việc kiếm 1 triệu đô la sẽ đòi hỏi rất nhiều công sức hơn so với việc kiếm 50.000 đô la. Chúng tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy trong những ngày đầu lập nghiệp và phải mất hơn 5 năm để nhận ra sự thật này. Một người thầy từng nhận xét về chúng tôi: "Công việc của bạn thật đáng khen, nhưng tiếc là bạn đang nỗ lực vào nhầm hướng." Điều này thực sự khiến chúng tôi ngạc nhiên. Thực ra, khi bạn đã có khả năng giải quyết các vấn đề, thì tại sao không chọn giải quyết những vấn đề mang lại phần thưởng cao nhất? Vì nếu bạn đã bỏ công sức, thì tại sao lại chỉ nhận về một phần nhỏ bé của phần thưởng? Một ví dụ cụ thể sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn. Nếu bạn đang kiếm 2.000 đô la mỗi tháng từ việc bán các gói cước điện thoại, bạn có thể chuyển sang bán xe hơi hoặc bất động sản và kiếm đến 20.000 đô la mỗi tháng. Quy trình bán hàng có thể giống nhau, nhưng phần thưởng lại khác biệt đáng kể. Vấn đề ở đây không phải là thiếu kỹ năng, mà là việc đặt kỹ năng vào đúng chỗ để tối ưu hóa giá trị. Theo một nghiên cứu từ Harvard Business Review, những người thành công thường biết tập trung sức lực vào những lĩnh vực có khả năng sinh lời cao. Chẳng hạn, một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp ở lĩnh vực bất động sản hay tài chính có thu nhập gấp nhiều lần so với nhân viên trong lĩnh vực bán lẻ, mặc dù kỹ năng bán hàng cơ bản là giống nhau. Điều khác biệt nằm ở giá trị mà mỗi giao dịch tạo ra. Lựa chọn lĩnh vực để áp dụng kỹ năng chính là chìa khóa để nâng cao thu nhập. Bằng cách này, bạn không chỉ làm việc hiệu quả mà còn đạt được những thành tựu lớn hơn với cùng một mức nỗ lực. 5. Ý tưởng không có giá trị nếu không có hành động quyết liệt. Một ý tưởng dù nghe có vẻ triệu đô cũng sẽ vô giá trị nếu không được triển khai thực sự. Rất nhiều người có những ý tưởng kinh doanh hay ho, nhưng chỉ một số ít dám đưa nó vào thực tế. Bạn có thể hỏi bất kỳ ai, và hầu hết họ đều sẽ chia sẻ ngay vài ý tưởng mà họ cho là có thể thành công lớn. Nhưng điều gì tạo nên sự khác biệt giữa người thành công và người chỉ biết mơ mộng? Đó chính là hành động. Hãy lắng nghe kỹ điều này, vì nó có thể thay đổi cách bạn nghĩ về ý tưởng suốt đời. Ý tưởng chỉ là phép nhân với khả năng thực thi. Nếu bạn có một ý tưởng triệu đô nhưng không hành động, không có chiến lược cụ thể, thì kết quả vẫn là con số 0. Ngược lại, một ý tưởng bình thường nhưng được triển khai một cách quyết liệt và bền bỉ có thể mang lại thành công lớn.
Theo báo cáo từ Harvard Business Review, 90% các startup thất bại trong vòng 5 năm đầu. Và lý do chính không phải là thiếu ý tưởng, mà là thiếu khả năng thực hiện và phát triển bền vững. Một nghiên cứu khác của Forbes cho thấy, những công ty thành công nhất thế giới không nhất thiết có ý tưởng ban đầu tốt nhất, nhưng họ có đội ngũ thực thi mạnh mẽ, sẵn sàng thay đổi và phát triển ý tưởng liên tục. Ví dụ, Google không phải là công cụ tìm kiếm đầu tiên, nhưng nhờ khả năng triển khai xuất sắc, Google đã vượt xa đối thủ và trở thành một gã khổng lồ công nghệ. Vậy nên, bí quyết thực sự nằm ở việc hành động có chiến lược và quyết liệt. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ, xây dựng kế hoạch cụ thể và không ngừng học hỏi, cải tiến. Nếu không, dù ý tưởng của bạn có triệu đô đến đâu cũng chỉ là lý thuyết. Thành công thực sự đến từ sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ trong việc thực hiện. 6. Thay vì tiết kiệm, hãy tập trung tăng thu nhập. Người nghèo thường chú trọng vào việc tiết kiệm từng đồng nhỏ, nhưng thực tế là điều này không thể giúp họ vươn lên. Họ có thể dành hàng giờ để săn lùng các chương trình khuyến mãi, giảm giá ở các siêu thị khác nhau để tiết kiệm được vài đô la. Nhưng liệu điều đó có thực sự mang lại giá trị lớn? Một đồng tiết kiệm không phải là một đồng kiếm được. Nó chỉ là một đồng. Và trong bối cảnh kinh tế ngày nay, liệu có ai còn dùng đến những đồng xu nhỏ nữa? Dù bạn có giá trị lao động là 10.000 đô la một giờ hay chỉ 750 đô la, dành 2 giờ di chuyển để tiết kiệm 10 đô la ở vài siêu thị khác nhau có phải là điều khôn ngoan? Thời gian đó có thể được dùng hiệu quả hơn để học một kỹ năng mới, chẳng hạn như Microsoft Excel hay một kỹ năng mềm, giúp bạn tìm được một công việc với mức lương cao hơn và có giá trị lâu dài hơn. Theo thống kê từ Business Insider, các kỹ năng phân tích dữ liệu và kỹ năng công nghệ hiện đại đang có nhu cầu rất lớn trên thị trường lao động. Và mức lương cho các vị trí này thường cao hơn từ 20 đến 30% so với các công việc phổ thông. Tiết kiệm có thể là một giải pháp tốt trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, điều bạn cần làm là gia tăng giá trị bản thân và tìm cách tăng thu nhập. Hãy nhớ rằng, cắt giảm chi phí chỉ có thể thực hiện đến một mức nhất định. Khi bạn đã cắt giảm hết các khoản chi tiêu không cần thiết, sẽ không còn gì để cắt nữa. Thay vào đó, nếu bạn tập trung phát triển các nguồn thu nhập mới, bạn có thể tự do tài chính mà không cần phải lo lắng về những khoản chi tiêu nhỏ nhặt. Theo một báo cáo từ Financial Times, những người giàu thường dành phần lớn thời gian của họ vào việc phát triển bản thân và đầu tư để tăng thu nhập thay vì cố gắng tiết kiệm từng xu. Đây chính là cách họ tạo ra của cải và duy trì sự giàu có. 7. 100 đô la thu nhập thụ động có giá trị hơn 1.000 đô la từ công việc làm thuê. Đây là một khái niệm có vẻ ngược đời, nhưng hãy cùng tìm hiểu sâu hơn để thấy rõ giá trị thực sự của thu nhập thụ động. 1.000 đô la từ công việc làm thuê phụ thuộc vào khả năng bạn có mặt tại nơi làm việc, hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, gặp gỡ khách hàng và đảm bảo mọi thứ vận hành tốt. Nhưng 100 đô la thu nhập thụ động thì khác. Nó đến đều đặn, dù bạn làm việc hay không, dù bạn có mặt hay không. Dù bạn gặp tai nạn, ốm đau hay có bất kỳ trở ngại nào, thu nhập thụ động vẫn duy trì. Đây chính là sức mạnh của thu nhập thụ động. Vì nó giải phóng bạn khỏi những giới hạn về thời gian và không gian, giúp bạn có toàn quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Hãy nghĩ đến sự khác biệt giữa 40.000 đô la thu nhập thụ động mỗi năm và mức lương 200.000 đô la. Với lương 200.000 đô la, bạn phải dành cả tuần, có khi cả cuối tuần, làm việc dưới áp lực cao, ràng buộc với công ty, văn phòng hay quốc gia. Thậm chí bạn có thể phải chịu đựng một ông sếp khó tính hay những đồng nghiệp phức tạp. Ngược lại, với thu nhập thụ động 40.000 đô la, bạn có thể sống ở bất cứ đâu trên thế giới, dành thời gian học những điều mình yêu thích, từ khiêu vũ, làm vườn, đến viết sách, hay dành thời gian chất lượng bên gia đình. Giá trị của thu nhập thụ động nằm ở khả năng giải phóng thời gian, điều mà không mức lương làm thuê nào có thể thay thế được. Theo một nghiên cứu của Business Insider, những người thành công về tài chính đều có ít nhất một nguồn thu nhập thụ động, và nhờ đó họ có sự linh hoạt trong cuộc sống, khả năng ứng phó với biến cố và tự do cá nhân cao hơn. Một báo cáo của CNBC còn chỉ ra rằng, những người sở hữu nguồn thu nhập thụ động cảm thấy mức độ hài lòng về cuộc sống cao hơn vì họ được tự do theo đuổi sở thích cá nhân và không phải lệ thuộc vào thời gian làm việc cố định. Vì vậy, nếu bạn muốn thực sự làm chủ cuộc sống, hãy tập trung xây dựng một nguồn thu nhập thụ động. Đây là chìa khóa để không chỉ có tiền mà còn có thời gian, điều quý giá nhất giúp bạn tự do thực hiện mọi điều mình mong muốn. 8. Hơn 50% thu nhập nên được đầu tư. Nếu bạn muốn thoát khỏi vòng xoáy chạy đua kiếm sống và đạt đến sự tự do tài chính, bạn cần dành ít nhất 50% thu nhập của mình cho đầu tư, thay vì chỉ tiết kiệm 5-10%
như phần lớn mọi người vẫn làm. Hãy nhìn vào những người giàu có, họ không chỉ tiết kiệm mà còn tái đầu tư từ 50% đến 90% thu nhập vào các tài sản sinh lời. Đây chính là bí quyết giúp họ tích lũy tài sản và tạo nên sự giàu có bền vững. Hãy xem xét một ví dụ cụ thể. Theo báo cáo của The Wall Street Journal, trung bình một người Mỹ có khoảng 8.000 đô la tiền tiết kiệm. Một con số rất thấp và hầu như không đủ để đối phó với những sự cố bất ngờ như chi phí y tế hay mất việc. Thực tế này cho thấy rằng, tiết kiệm đơn thuần không phải là giải pháp lâu dài để đảm bảo an toàn tài chính. Khi bạn chỉ tích trữ tiền mà không đầu tư, bạn sẽ mãi trong trạng thái cắt giảm chi phí, không ngừng tiết kiệm từng chút một mà không tạo ra sự tăng trưởng tài sản thực sự. Ngược lại, nếu bạn tập trung vào việc đầu tư từ cổ phiếu, bất động sản đến quỹ ETF hay các tài sản khác, bạn sẽ tạo ra nguồn thu nhập thụ động và gia tăng giá trị tài sản của mình. Theo Forbes, các nhà đầu tư thành công nhất luôn ưu tiên tái đầu tư và chính sự gia tăng đều đặn của các khoản đầu tư giúp họ có thêm dòng tiền mới, tái đầu tư và tiếp tục mở rộng tài sản. Ví dụ, một khoản đầu tư 50% thu nhập mỗi năm, nếu được quản lý hiệu quả, có thể tạo ra lợi nhuận gấp nhiều lần số tiền bạn tiết kiệm. Một nghiên cứu từ Business Insider cho thấy, những người giàu đạt được thành công lớn nhờ không ngừng tái đầu tư để lợi nhuận tăng trưởng theo cấp số nhân. Vì vậy, thay vì chỉ tiết kiệm một cách thụ động, hãy biến thu nhập của bạn thành công cụ sinh lời. Bằng cách đầu tư ít nhất 50% thu nhập, bạn đang tạo nền tảng tài chính mạnh mẽ và chuẩn bị cho tương lai để có thể tự tin vượt qua mọi biến cố và đạt được tự do tài chính. 9. 1 triệu đô la mỗi năm không phải là số tiền lớn như bạn nghĩ. Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ cần kiếm được 1 triệu đô la mỗi năm, bạn sẽ có thể sống sung túc cả đời. Nhưng thực tế, giá trị của 1 triệu đô ngày nay không còn như trước. Với tốc độ lạm phát và sự mất giá của đồng tiền, đặc biệt là khi các chính phủ liên tục in thêm tiền để kích thích kinh tế, giá trị của 1 triệu đô la đã giảm đáng kể. Hãy xem xét một ví dụ gần đây. Vào năm 2020, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã bơm thêm 2,3 nghìn tỷ đô la vào nền kinh tế để cứu nền kinh tế khỏi suy thoái do đại dịch COVID-19. Điều này giúp ổn định thị trường, nhưng mặt trái là khiến mỗi đồng đô la mất đi một phần giá trị. Theo The Wall Street Journal, lạm phát đã tăng đáng kể và 1 triệu đô la ngày nay chỉ có sức mua tương đương khoảng 250.000 đô la của 30 năm trước. Nói cách khác, nếu bạn từng nghĩ rằng 1 triệu đô la là đủ để sống cả đời, thì bạn cần xem lại cách tính toán khi sức mua của đồng tiền liên tục giảm. 1 triệu đô la cũng không đủ để sở hữu những tài sản xa xỉ, chẳng hạn như các tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Nếu bạn kiếm được 1 triệu đô la mỗi năm, từ năm 25 tuổi đến khi 65 tuổi và không tiêu một đồng nào, bạn sẽ có 40 triệu đô la. Nhưng con số này vẫn không đủ để mua những bức tranh nổi tiếng như của Rothko đã bán với giá 46 triệu đô la, hoặc Newman, 43,8 triệu đô la. Thực tế, dù làm việc chăm chỉ cả đời, bạn vẫn có thể không đủ tiền để mua nổi một tác phẩm nghệ thuật với hai màu sơn đơn giản. Nhìn rộng ra, khái niệm rất nhiều tiền luôn thay đổi theo thời gian. Theo Bloomberg, số người sở hữu tài sản triệu đô trên thế giới ngày càng nhiều, nhưng giá trị của tài sản này cũng giảm dần. Điều này cho thấy rằng chỉ kiếm được một khoản tiền lớn không đủ để bạn giàu có trong dài hạn. Thay vào đó, bạn cần đầu tư và quản lý tài sản thông minh để duy trì và gia tăng giá trị tài chính trong bối cảnh lạm phát và biến động kinh tế. 10. Một bức tường được xây lên từng viên gạch, sự giàu có cũng vậy. Phần lớn mọi người thường dễ dàng chi tiêu 10 đến 50 đô la cho những món đồ không cần thiết, nhưng lại cho rằng kiếm thêm 10, 50 hay thậm chí 100 đô là không đáng công. Họ có thể sẵn sàng bỏ tiền vào các món ăn nhanh, các phụ kiện không thiết yếu hoặc những thú vui tạm thời. Nhưng thực tế, những khoản tiền nhỏ này hoàn toàn có thể trở thành viên gạch đầu tiên giúp bạn xây dựng nền tảng tài chính vững chắc thông qua thu nhập thụ động. Bạn có thể ngạc nhiên, nhưng hoàn toàn có thể bắt đầu tạo ra thu nhập thụ động chỉ với số vốn nhỏ từ 10 đến 50 đô la. Một trong những cách đơn giản và phổ biến nhất là đầu tư vào các công ty trả cổ tức. Hiện nay, với sự phát triển của các nền tảng đầu tư trực tuyến như Robinhood, Revolut hay eToro, việc đầu tư trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thay vì chi tiêu vô nghĩa, bạn có thể dùng khoản tiền nhỏ đó để mua cổ phiếu của các công ty trả cổ tức đều đặn cho cổ đông, từ đó tạo nguồn thu nhập thụ động theo thời gian. Ví dụ, theo The Motley Fool, những công ty như Coca-Cola, Johnson & Johnson hoặc Procter & Gamble không chỉ có cổ phiếu tăng trưởng ổn định mà còn trả cổ tức đều đặn cho cổ đông. Nếu bạn đầu tư 50 đô la vào những công ty này mỗi tháng, trong thời gian dài, số tiền lãi và cổ tức
có thể tăng lên đáng kể nhờ lãi suất kép. Việc xây dựng sự giàu có giống như xây một bức tường, bạn phải đặt từng viên gạch nhỏ mỗi ngày. Mỗi khoản đầu tư, dù nhỏ đến đâu, đều góp phần tạo nên khối tài sản lớn theo thời gian. Theo báo cáo của Forbes, việc đầu tư đều đặn vào những tài sản sinh lời nhỏ có thể tích lũy đến hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn đô la sau vài thập kỷ. Vì vậy, đừng xem thường những khoản tiền nhỏ. Đó chính là khởi đầu cho sự giàu có của bạn. Hãy bắt đầu với những viên gạch đầu tiên và kiên trì đặt thêm từng viên mỗi ngày. Bạn sẽ thấy một bức tường tài chính vững chắc dần dần được xây dựng. 11. Đừng bao giờ vay tiền nếu không phải để tạo thêm giá trị. Vay tiền có thể là con dao hai lưỡi. Nếu bạn sử dụng đúng cách, nó có thể giúp bạn tăng trưởng tài sản. Nhưng nếu dùng sai mục đích, bạn có thể rơi vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát. Nhiều người rơi vào tình cảnh cần tiền gấp, nên buộc phải vay từ các công ty cho vay lãi suất cao mà không xem xét kỹ lưỡng các điều khoản. Những công ty này thường đưa ra mức lãi suất cực cao, có thể lên tới 70% đến 250% mỗi năm. Điều này không hiếm, đặc biệt là ở những khoản vay ngắn hạn như từ các công ty cho vay lương, payday loan, nhằm phục vụ những chi tiêu không cần thiết. Hãy thử tưởng tượng bạn vay một khoản tiền để mua một chiếc xe tải lớn, nhưng mục đích sử dụng lại không tạo ra thêm thu nhập nào. Điều này sẽ khiến bạn phải trả lãi cao mà không mang lại bất kỳ giá trị gia tăng nào, biến chiếc xe trở thành một gánh nặng tài chính. Theo báo cáo từ CNBC, nhiều người vay tiền để mua những món đồ xa xỉ hoặc đồ tiêu dùng mà không có khả năng tăng trưởng giá trị. Điều này khiến họ dễ dàng rơi vào tình trạng nợ lãi chồng lãi và cuối cùng mất quyền kiểm soát tài chính của mình. Ngược lại, vay tiền đúng cách có thể là một công cụ giúp bạn gia tăng tài sản. Các doanh nhân thành công thường vay để đầu tư vào các tài sản có khả năng sinh lời như bất động sản hoặc mở rộng kinh doanh. Ví dụ, tỷ phú Donald Trump đã từng vay hàng triệu đô la từ các ngân hàng để đầu tư vào bất động sản và đạt được thành công lớn. Tuy nhiên, ông luôn sử dụng khoản vay để đầu tư vào những dự án có lợi nhuận rõ ràng. Vấn đề ở đây là không phải ai cũng phân biệt được giữa vay tiền để đầu tư và vay tiền để tiêu xài. Một nguyên tắc đơn giản là nếu khoản vay không mang lại nguồn thu nhập mới hoặc giá trị gia tăng trong tương lai, thì bạn nên cân nhắc lại. Nhớ rằng, mục tiêu của việc vay nợ là để giúp bạn tiến gần hơn tới tự do tài chính, chứ không phải trở thành nô lệ của các khoản nợ lãi suất cao. 12. Thu nhập phụ thuộc vào khả năng sử dụng các công cụ hiện có. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta có rất nhiều công cụ xung quanh, từ điện thoại thông minh, máy tính cho đến các phần mềm trực tuyến. Nhưng vì quá quen thuộc, nhiều người quên rằng những công cụ này có thể mang lại giá trị lớn hơn nếu biết tận dụng đúng cách. Ngày xưa, con người chỉ có cơ thể làm công cụ lao động, dùng sức để khiêng vác, đôi mắt để cảnh giác với nguy hiểm, đôi tay để săn bắt kiếm ăn. Những gì họ có trong tay đã xác định mức độ giá trị mà họ có thể tạo ra. Nhưng hiện nay, chúng ta đã có những công cụ tiên tiến như máy móc, công nghệ, Internet giúp mở rộng khả năng lao động và giá trị tạo ra mà không cần dựa vào sức lực cơ thể. Thử nghĩ xem, chỉ cần bạn biết cách vận hành một chiếc máy kéo, giá trị công việc của bạn đã cao hơn rất nhiều so với việc chỉ dùng tay để vận chuyển vật nặng. Điều này minh chứng rằng, cách sử dụng công cụ quyết định giá trị bạn có thể tạo ra trong công việc. Bạn có đang sử dụng điện thoại thông minh chỉ để lướt Instagram và TikTok? Nếu bạn đã chi hơn 1.000 đô la để sở hữu một chiếc iPhone mà chỉ dùng nó cho việc lướt mạng xã hội, bạn đang lãng phí tiềm năng của nó. Thay vào đó, hãy nghĩ xem bạn có thể học hỏi được bao nhiêu kỹ năng từ các nền tảng như YouTube, từ học ngoại ngữ, kỹ năng lập trình, cho đến cách đầu tư tài chính. Vấn đề không nằm ở công cụ bạn có, mà là ở cách bạn sử dụng chúng. Theo một khảo sát của Business Insider, những người thành công về tài chính thường xem các thiết bị và công nghệ không chỉ là phương tiện giải trí, mà là công cụ học tập và phát triển bản thân. Điều này giúp họ không ngừng nâng cao kỹ năng và giá trị bản thân. Vậy nên, hãy tự hỏi, bạn đang sử dụng công cụ để tiêu thụ hay để tạo ra giá trị? Đầu tư vào các công cụ không phải chỉ để giải trí, mà hãy biến chúng thành công cụ hỗ trợ sự phát triển của bạn. 13. Giữ tiền khó hơn kiếm tiền. Nhiều người nghĩ rằng kiếm tiền là điều khó khăn, nhưng thực tế là hầu như ai cũng đã và đang kiếm tiền đều đặn. Thách thức thực sự không phải ở việc kiếm tiền, mà là làm sao để giữ được nó. Hãy thử một bài kiểm tra tưởng tượng đơn giản. Nếu bạn đưa cho 10 người ngẫu nhiên mỗi người 1 triệu đô la và quay lại sau 10 năm, có bao nhiêu người trong số đó vẫn còn ít nhất 1 triệu đô la? Câu trả lời có thể khiến bạn ngạc nhiên. Rất ít người có thể giữ được số tiền đó, thậm chí có người còn nợ nần.
Kiếm tiền không phải là điều bí ẩn. Bạn có thể kiếm tiền bằng cách đi làm, mở cửa hàng, bán dịch vụ. Nhưng giữ tiền và phát triển nó thành tài sản lớn hơn mới là điều khó khăn. Theo một nghiên cứu từ MarketWatch, hơn 70% những người trúng xổ số tại Mỹ mất toàn bộ số tiền thắng giải trong vòng 5 năm. Nguyên nhân chủ yếu là vì họ không có kỹ năng quản lý tiền bạc và đầu tư hợp lý. Nhìn lại, phần lớn mọi người sau cả cuộc đời làm việc chỉ để lại một căn nhà và một chiếc xe cũ. Phần lớn giá trị mà họ tạo ra trong suốt cuộc đời đã bị tiêu xài vào những nhu cầu tức thời mà không được đầu tư hay tiết kiệm hợp lý. Một báo cáo từ CNBC cho thấy rằng trung bình người Mỹ chỉ có khoảng $8,000 tiền kiệm khi về hưu, một con số rất thấp so với nhu cầu sinh hoạt dài hạn. Chìa khóa để giữ được tiền nằm ở việc bạn biết đầu tư, chi tiêu thông minh và kiểm soát tài chính cá nhân. Những người giàu có thường đặt tiền vào các kênh đầu tư sinh lời như cổ phiếu, bất động sản và quỹ tương hỗ. Họ không chỉ giữ tiền mà còn khiến tiền làm việc cho họ. Vì vậy, hãy nhớ rằng giữ được tiền và khiến nó tăng trưởng qua thời gian mới là bí quyết thực sự dẫn đến sự giàu có bền vững. 14. Người kinh doanh thuê nhân sự giỏi để tạo nên sự giàu có. Đây chính là điểm khác biệt cơ bản giữa hai kiểu tư duy. Người nghèo tìm kiếm sự an toàn trong công việc, trong khi người giàu tập trung vào việc xây dựng tài sản. Người nghèo thường cố gắng trở nên không thể thay thế để bảo đảm vị trí của mình, bởi họ tin rằng càng khó thay thế, họ càng có giá trị. Điều này đúng. Nếu bạn có chuyên môn cao và giỏi trong lĩnh vực của mình, bạn sẽ có mức lương tốt. Nhưng người giàu lại không nghĩ nhiều về lương, họ nghĩ về lợi nhuận, số tiền còn lại sau khi trả lương cho các chuyên gia. Nếu lương chỉ đủ để lo bữa cơm, thì lợi nhuận mới là thứ mang lại tự do tài chính. Hãy nghĩ về lý do vì sao nhiều học sinh giỏi lại kết thúc công việc dưới quyền học sinh trung bình. Những học sinh xuất sắc thường rất giỏi tuân thủ các chỉ dẫn, làm đúng những gì giáo viên dạy. Nhưng đáng tiếc, không phải giáo viên nào cũng là hình mẫu của thành công tài chính. Thực tế, ở nhiều nơi, một thợ cơ khí còn có thể kiếm được thu nhập cao hơn một giáo viên. Chúng ta được dạy rằng, thành công là học hành chăm chỉ, nhưng điều này đôi khi chỉ giúp bạn trở thành một nhân viên xuất sắc trong hệ thống. Trong khi đó, học sinh trung bình thường rèn luyện trí tuệ thực tế, học cách chơi cuộc sống và phát triển doanh nghiệp của riêng mình, nơi những người giỏi nhất lại làm việc cho họ. Sự thật là chỉ khoảng 25% học phí của bạn thực sự đến tay giáo viên, phần còn lại thuộc về các ông chủ của những trường đại học danh tiếng. Các trường đại học, dù là tổ chức phi lợi nhuận, vẫn trả lương rất cao cho ban lãnh đạo. Một ví dụ nổi bật là Daniel Cummings, cựu giám đốc bất động sản của Harvard, từng nhận lương hơn 10 triệu đô la mỗi năm mà không cần đứng lớp. Nhiều lãnh đạo cấp cao khác của trường cũng nhận hơn 5 triệu đô la mỗi năm. Điều này giúp bạn hiểu rằng, trong giới kinh doanh, giá trị đến từ việc biết tận dụng và quản lý nhân tài, chứ không phải là việc tự mình làm tất cả. Những người giàu hiểu rõ điều này và luôn đầu tư vào việc xây dựng đội ngũ giỏi để tạo ra lợi nhuận bền vững. 15. Bạn cần ít nhất 3 nguồn thu nhập để thực sự an toàn. Khi nhắc đến việc có 3 nguồn thu nhập, nhiều người thường nghĩ ngay đến việc phải làm 3 công việc khác nhau. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Phần lớn mọi người chỉ biết đến một nguồn thu nhập duy nhất, công việc hiện tại của họ. Điều này tạo ra sự phụ thuộc cao và rủi ro lớn, bởi nếu công việc này bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường hoặc suy thoái kinh tế, thu nhập của họ sẽ bị đe dọa ngay lập tức. Đó là lý do tại sao để đạt được sự an toàn tài chính, ai cũng nên có ít nhất 3 nguồn thu nhập khác nhau. Hãy thử nghĩ về những người thành công, họ không chỉ có nguồn thu nhập từ công việc chính, mà còn từ các khoản đầu tư hoặc các hoạt động kinh doanh khác. Theo báo cáo từ Forbes, những người giàu có thường sở hữu ít nhất 7 nguồn thu nhập, bao gồm lương, cổ tức, tiền cho thuê bất động sản, lợi nhuận kinh doanh, bản quyền, lãi suất từ trái phiếu và đầu tư cổ phiếu. Điều này giúp họ không bị phụ thuộc vào một nguồn duy nhất và giảm thiểu rủi ro khi một lĩnh vực nào đó gặp khó khăn. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu từ 3 nguồn thu nhập cơ bản như sau. Ngoài lương từ công việc chính, bạn có thể tạo thêm thu nhập từ đầu tư vào cổ phiếu trả cổ tức hoặc mua bất động sản cho thuê. Ngày nay, với các ứng dụng đầu tư dễ sử dụng như eToro, Robinhood hay các kênh đầu tư bất động sản online, bạn có thể dễ dàng bắt đầu ngay cả với số vốn nhỏ. Sự đa dạng trong nguồn thu nhập mang lại cho bạn không chỉ sự an toàn mà còn cơ hội phát triển tài chính dài hạn. Thử tưởng tượng, nếu bạn mất công việc chính nhưng vẫn có thu nhập từ cổ tức và cho thuê bất động sản, cuộc sống tài chính của bạn sẽ ít bị đảo lộn hơn. Theo một nghiên cứu của CNBC, những người có ít nhất 3 nguồn thu nhập thường cảm thấy an tâm và linh hoạt hơn khi đối mặt với các thách thức tài chính. Tóm lại, nếu bạn muốn bảo vệ tài chính
và duy trì sự ổn định, hãy bắt đầu phát triển ít nhất 3 nguồn thu nhập. Đây chính là chìa khóa để xây dựng sự giàu có bền vững và đạt được tự do tài chính thực sự. Theo dõi chìa khóa của sự cải thiện. Không có gì thay đổi nếu bạn không theo dõi và đo lường. Đây là nguyên tắc quan trọng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh. Bạn không cần phải kiểm soát từng đồng xu hay từng giây phút trong ngày. Nhưng nếu bạn muốn cải thiện bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống, việc theo dõi là bước đầu tiên. Muốn giảm cân, hãy ghi lại lượng calo nạp vào và cân nặng mỗi ngày. Muốn gia tăng thu nhập, theo dõi số tiền bạn kiếm được hàng tháng để thấy mình có tiến bộ không. Muốn ngừng lãng phí tiền, hãy viết ra chi tiêu hàng ngày để nhận ra những khoản chi không cần thiết. Việc ghi chép và theo dõi giúp bạn hiểu rõ về hiệu quả hành động của mình. Khi bạn có con số cụ thể, bạn sẽ thấy rõ liệu những nỗ lực của mình có tạo ra thay đổi gì không. Nhiều người thường để mọi thứ diễn ra tự nhiên, hy vọng cuộc sống sẽ tự cải thiện. Nhưng thực tế là, cuộc sống chỉ tốt hơn khi chính bạn chủ động thay đổi. Ăn uống lành mạnh hơn, học hỏi nhiều hơn, kiếm tiền hiệu quả hơn và ngừng lãng phí thời gian. Theo một nghiên cứu từ Harvard Business Review, những người ghi chép và theo dõi mục tiêu của mình có khả năng đạt được thành công cao hơn 42% so với những người chỉ nghĩ đến mục tiêu mà không đo lường. Số liệu giúp bạn hiểu rõ vị trí của mình trên con đường phát triển. Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp, việc theo dõi không chỉ giới hạn ở hiệu suất kinh doanh, mà còn phải bao gồm hiệu quả làm việc của nhân viên, chất lượng sản phẩm và quy trình dịch vụ. Việc theo dõi định kỳ không chỉ giúp bạn xác định những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp, mà còn tạo cơ sở để cải thiện. Nếu tháng này không có tiến triển so với tháng trước, có lẽ bạn đang đi sai hướng và cần điều chỉnh lại chiến lược. Kiếm tiền và phát triển bản thân là trò chơi của con số. Như Jay-Z đã nói, số liệu không bao giờ biết nói dối. Việc ghi chép, theo dõi và phân tích số liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ bạn đang ở đâu và cần làm gì để tiến xa hơn. Điều này không chỉ áp dụng trong kinh doanh mà còn trong cuộc sống cá nhân. Hãy bắt đầu với những con số nhỏ để tạo ra những thay đổi lớn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá qua 15 bí mật kiếm tiền người giàu hiểu, nhưng người nghèo thường bỏ qua. Tôi hy vọng rằng những chia sẻ này đã giúp bạn có thêm góc nhìn mới, những chiến lược hữu ích để thay đổi tư duy tài chính của mình. Kiếm tiền và giữ tiền không phải là những điều gì quá xa vời. Đôi khi, chỉ cần thay đổi một chút trong suy nghĩ, một vài quyết định sáng suốt, bạn đã có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của mình. Điều quan trọng nhất mà tôi muốn các bạn ghi nhớ là hãy bắt đầu từ những bước nhỏ nhất. Không cần phải làm tất cả cùng một lúc, chỉ cần mỗi ngày tiến thêm một chút, từng viên gạch được xây dựng sẽ tạo nên bức tường tài chính vững chắc cho bạn và gia đình. Nếu bạn đã xem đến đây, hãy bình luận. Tôi đã xem đến hết, để chúng tôi biết bạn là một người không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của bạn về chủ đề này. Đừng ngần ngại chia sẻ suy nghĩ của mình dưới phần bình luận nhé. Những góp ý của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện và mang đến những nội dung ngày càng chất lượng hơn trong các video tiếp theo. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào sắp tới. Hãy chia sẻ video này với bạn bè và người thân để cùng nhau lan tỏa những kiến thức giá trị này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.